Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài ôn tập học kỳ 1 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đến với câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa trang 131. Trong học kỳ 1, em đã học các bài như Tôi và các bạn, Có cửa trái tim, Yêu thương và chia sẻ, Quê hương yêu dấu, Những nẻo đường xứ sở. Hãy chọn một bài văn mà em cho là tiêu biểu và lập theo bảng mẫu sau. Các em quan sát bảng mẫu đã cho trong sách giáo khoa, nhớ lại kiến thức về các văn bản đã nêu trong đề bài và hoàn thành bảng. Các em có thể tham khảo câu trả lời như sau. Thứ nhất là bài Tôi và các bạn, các văn bản, bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài, thể loại là tiểu thuyết, đặc điểm nổi bật về nghệ thuật, cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn, miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc, ngôn ngữ chính xác và giàu tạo hình. Đặc điểm nổi bật về nội dung đó là Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ, nhưng tính nét còn kiêu căng, sốc nổi nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Truất. Dế Mèn hối hận và rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình. Tiếp đến, trong bài Gõ cửa trái tim có văn bản Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh. Thể loại của văn bản là chuyện ngắn. Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật là nghệ thuật miêu tả tinh tế tâm lý nhân vật qua ngôi kẻ thứ nhất. Còn về nội dung là tình cảm trong sáng hồn nhiên và tấm lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra hạn chế ở chính mình. Tiếp theo, đến với bài Yêu thương và chia sẻ. Văn bản ở đây là Cô bé bán diêm của tác giả Andersen. Thể loại là chuyện cổ tích. Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật đó là nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng, các tình tiết diễn biến một cách hợp lý. Còn về nội dung thì chuyện ca ngợi những số phận bất hạnh trong cuộc sống và truyền cho người đọc lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh, đúng không nào? Tiếp theo, đến với bài Quê hương yêu dấu thì có văn bản Cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới, thể loại là bút ký. Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật ở đây là có nhiều chi tiết, hình ảnh chọn lọc mang ý nghĩa biểu tượng, sử dụng rộng rãi và thành công phép nhân hóa, lời văn giàu cảm xúc và nhịp điệu. Nội dung thì cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam. Cây tre đã thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Trong bài Những nẻo đường xứ sở có văn bản Cô Tô của tác giả Nguyễn Tuân với thể loại là bút ký. Nghệ thuật là ngôn ngữ điêu luyện, miêu tả tinh tế, chính xác và giàu hình ảnh. Còn đặc điểm nổi bật về nội dung đó là cảnh thiên nhiên và sinh hoạt của con người trên vùng đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tươi đẹp các em ạ. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Em đã thực hành viết các kiểu bài, kể lại một trải nghiệm của bản thân, nêu cảm xúc về một bài thơ, tập làm thơ lục bát và cảnh sinh hoạt. Hãy thực hiện những yêu cầu sau đây. A nhỏ, trình bày yêu cầu đối với mỗi kiểu bài. Và B, nêu đề tài mà em lựa chọn nếu thực hành viết một trong các kiểu bài. Các em hãy xem lại ở phần viết trong mỗi bài để trả lời câu hỏi này. Cô gợi ý về yêu cầu đối với mỗi kiểu bài, các em có thể lập thành bảng như sau. Kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân thì được kể theo ngôi thứ nhất, giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ, tập trung vào sự việc đã xảy ra, thực hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể. Còn bài nêu cảm xúc về một bài thơ thì phải giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả, thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ, nêu các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài, đồng thời đánh giá ý nghĩa của chúng đối với sự thể hiện tình cảm của tác giả trong bài thơ, chỉ ra nét độc đáo của bài thơ. Còn đối với bài tập làm thơ lục bát thì các em chú ý, các dòng thơ được sắp xếp thành từng cặp, một dòng 6 tiếng và một dòng 8 tiếng. Tiếng cuối cùng của dòng 6 gần với tiếng thứ 6 của dòng 8. Trong dòng 6, dòng 8, tiếng thứ 6 là thanh bằng, tiếng thứ 4 là thanh chắc. Và bài thơ lục bát thì thường ngắt theo nhịp chẵn là 2, 2, 2 hoặc 4, 4, đúng không nào? Đối với kiểu bài tả cảnh sinh hoạt thì các em cần giới thiệu được cảnh sinh hoạt, tả bao quát được quang cảnh, đồng thời tả hoạt động cụ thể của con người, sử dụng những từ ngữ phù hợp để miêu tả cảnh sinh hoạt, nêu được cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt đó. Tiếp theo, đến với câu hỏi phần B là nêu một đề tài mà em lựa chọn nếu thực hành viết một trong các kiểu bài. Thì ở đây, các em có thể chọn một đề tài mà mình yêu thích, hoặc cô hướng dẫn, em có thể lựa chọn viết về đề tài tả cảnh sinh hoạt trong gia đình em. Câu 3,
Nêu qua những nội dung mà em đã được thực hành nói và nghe ở mỗi bài học trong kỳ học vừa qua, những nội dung này có liên quan thế nào với những gì em đã đọc, đã viết? Để trả lời câu hỏi này thì các em cần xem lại phần nói và nghe ở 5 bài đã được học trong học kỳ 1. Cô gợi ý. Trong bài Tôi và các bạn, phần nói và nghe kể lại một trải nghiệm của em liên quan đến phần đọc, là phần đọc đã đưa ra những bài học và trải nghiệm có được từ tình bạn. Còn liên quan đến phần viết là viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em. Đến với bài Gõ cửa trái tim, nói và nghe là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình. Phần đọc đưa ra những bài học về tình cảm gia đình. Còn phần viết là viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả, đúng không nào? Trong bài yêu thương và chia sẻ, nói và nghe là kể về một trải nghiệm của em. Phần đọc đã đưa ra được những bài học về tình yêu thương trong cuộc sống, gửi gắm đến các bạn về tình yêu thương và những trải nghiệm của các nhân vật. Phần viết là viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em. Tiếp theo, đến với bài Quê hương yêu dấu, phần nói và nghe, các em phải trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người đối với quê hương. Liên quan đến phần đọc là phần đọc đã đưa ra những bài học về quê hương, đất nước. Còn phần viết, các em tập làm thơ lục bát và viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát, đúng không nào? Cuối cùng là bài Những nẻo đường xứ sở. Phần nói và nghe, các em chia sẻ trải nghiệm về nơi mà mình sống hoặc từng đến. Sự liên quan đối với phần đọc là phần đọc đã đưa ra được những bài học về xứ sở, các vùng miền của Việt Nam. Còn phần viết, ở đây các em viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Tiếp tục với câu hỏi số 4. Tóm tắt các kiến thức tiếng Việt mà em đã học trong học kỳ 1 theo mẫu gợi ý sau. Các em quan sát mẫu đã cho trong sách giáo khoa trang 131, sở lại phần tiếng Việt của từng bài và làm theo mẫu. Câu gợi ý. Trong bài Tôi và các bạn, kiến thức tiếng Việt có từ đơn là từ chỉ có một tiếng, ví dụ như bàn, ghế, bút, thước. Còn từ phước là từ có hai tiếng trở lên. Những từ phước được tạo nên bằng cách ghép các tiếng, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa thì được gọi là từ ghép. Còn những từ phước mà các tiếng chỉ có quan hệ với nhau về âm, như lặp lại âm đầu, vần, hoặc lặp lại cả âm đầu và vần thì được gọi là từ lấy. Vậy ví dụ về từ ghép và từ lấy. Từ ghép thì có từ học sinh, nhà trường, bàn ghế. Còn từ lấy, ví dụ như lung linh, long lanh, mênh mông. Tiếp đến là kiến thức về phần so sánh. So sánh nghĩa là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Ví dụ, mỏ cốc như cái dùi sắt chọc xuyên cả đất trong tác phẩm bài học đường đời đầu tiên của Tô Hoài. Còn điệp từ là một biện pháp tu từ trong văn học, chỉ việc lặp đi lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhằm nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê để làm nổi bật vấn đề tôi muốn nói đến. Ví dụ về biện pháp tu từ điệp từ đó là chẳng ai cảm hóa các bạn và các bạn chẳng cảm hóa ai. Tiếp theo, trong bài Gõ cửa trái tim, các em được học về ẩn dụ, dấu hai chấm và đại từ. Trong đó, ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng khả năng gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Lấy ví dụ, cha lại dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chảy đầy vai trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông. Còn dấu hai chấm thì báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Ví dụ, con hỏi, nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được? Đại từ là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu với mục đích là tránh lặp lại các từ ngữ nhiều lần. Ví dụ như tớ hay bọn tớ trong bài thơ Mây và Sóng của Tagore. Đến với bài Yêu thương và chia sẻ, các em được học kiến thức về cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ. Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Ví dụ, tất cả các ngọn nến bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời. Hay cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả. Cuối cùng, cụm tính từ, tương tự, là loại tổ hợp từ do tính từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Ví dụ như cụm tính từ ở trong câu,
mẹ cái Hiên rất nghèo. Trong bài Quê hương yêu dấu, các em được học kiến thức về từ đồng âm, nghĩa là loại từ có cách phát âm, cấu tạo âm thanh giống nhau hoặc trùng nhau về hình thức viết, nói, đọc, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, con ngựa đá. Còn từ đa nghĩa là những từ có một số nghĩa biểu thị những đặc điểm thuộc tính khác nhau của một đối tượng hoặc biểu thị những đối tượng khác nhau của một thực tại. Ví dụ như phố cổ tạo nên vẻ đẹp riêng của Hà Nội. Hoán dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét tương cận với nó nhằm làm tăng sức gọi cho sự diễn đạt. Cô lấy ví dụ áo nâu cùng với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Cuối cùng, trong bài Những nẻo đường xứ sở, các em được học kiến thức tiếng Việt về dấu ngoặc kép. Dấu ngoặc kép là dấu thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó, được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Lấy ví dụ, họ cũng còn giữ lễ hội ăn én. Cuối cùng là câu hỏi số 5. Luyện tập củng cố kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo hướng dẫn của giáo viên. Đối với phần này thì các em hãy tập luyện ở trên lớp theo sự hướng dẫn của thầy, cô giáo. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài ôn tập học kỳ 1 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để xem thêm bài giải của những bài khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.